Như vậy là hai em chiến thắng Hyundai 3 tấn 15 đã có tên. Một em 12C10663 và 12C11042. Hai đầu biển có cách nhau một chút, nhưng có lẽ là do bác 12C10663 bốc buổi sáng, còn em 12C11042 bốc buổi chiều, nên hai cái series đó lệch nhau một chút. Và bây giờ tôi sẽ review qua hai chiếc xe này đã có tên. Một lát nữa thôi là các em nó sẽ về với nhà chồng. Và đây tôi chỉ còn review khoảng đôi ba tiếng nữa các em ở với tôi. Về động cơ thì chiếc này động cơ là 2.2cc, thùng dài 3.9m, mở 5 bường, lốp thì 600-15, 7 quả lốp trên 1, tức là các bạn có thể thay thế lốp giống nhau được. Xe này thì đã chạy nhíp trước, lốp rất là cao, và đặc biệt cái khoảng cách ánh sáng từ mặt đất lên đến ba đầu sốc trước ấy, anh em nhìn nó lên tới cả nửa mét luôn đấy. Ổ voi, ổ gà, ổ trâu thì chúng ta kính thưa các loại ổ luôn. Ở phần nội thất thì chúng ta đã có ghế da. Còn bây giờ em sẽ review vào phần nội thất cho các bạn xem. Trước phần nội thất thì chúng ta sẽ xem thùng. Mở được là 5 hướng các bạn nhé. Hai hướng này. Và bên kia hai hướng là 4 này. Đây các bạn này, 5 hướng và cộng thêm hai cánh cửa trên nữa là 7, có thể là mở được 7 cánh cửa. Thùng thì đã lót sàn rồi. Bình dầu đời mới được làm bằng toàn bộ bằng hợp kim nhôm, và điều hòa đã chuyển, dàn điều hòa đã chuyển ra phía sau, tránh cái trường hợp là động cơ nóng làm cho cái điều hòa mất cái công năng của nó đi. Xe thì ghế đã được bọc ra. Em mở phát đèn trần tự sáng luôn. Xe được trang bị những cái công năng như chìa khóa điện thông minh. Số thì có 5 tiếng một lùi. Màn hình 9 inch Android. Đặc biệt là có camera lùi và cảm biến tiền va chạm. Ngoài ra chúng ta có một chiếc bàn theo xe. Cốp này rất là rộng. Vực để chúng ta để đồ. Đây là cái bình nước làm mát. Hộp số quạt gió nhìn rất là đẹp. Xe này thì ghế chúng ta có 3 người các bạn nhé. Ghế được chở 3 người. Không gian chúng ta nhìn thấy cái cabin này đi đường dài rất là thoải mái. Tải trọng con này thì 3 tấn 15. Các bác giao thông vận tải mà nhìn thấy cân tải trọng ấy thì chúng ta có thể là hai tay kẹp thuốc lá đi qua, không làm sao cả. Lúc nào cũng thừa tải trọng luôn. Cái đầu của chiếc xe Hyundai chiến thắng này thì lấy ngẫu hứng từ chiếc HD150 của Hyundai thành công. Và bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng sang chiếc xe 11042. Nói chung là hai em cùng cha khác mẹ thôi, giống nhau như hai giọt nước luôn. Chúng ta ở đây thì nói về giá thì loanh quanh đâu đó chỉ khoảng rơi trên dưới 3 đồng một chút. Trên 3 đồng một chút là đã sở hữu em này rồi. Với công ty ô tô chúng tôi thì có thể là hỗ trợ trả góp lên tới 85%. Các bạn chỉ cần 60 đến 80 triệu là đã sở hữu em Hyundai chiến thắng 3 tấn 15 này rồi. Vừa rồi, Mít Thái đến từ ô tô Phú Tài Hà Nội đã review chiếc xe Hyundai chiến thắng 3 tấn 15 cho quý vị và các bạn xem. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0982 63 1968, gặp Mít Thái, địa chỉ tại quốc lộ 3 Mai Lâm Đông Anh Hà Nội. Còn bây giờ Mít Thái xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những review sau.